cứ sợ cắn nhưng nó không cắn nhỉ. Con này mà cắn lại một phát là hai con kia vào mấy ngày đấy nhỉ. Bóp gọi nó xem nào. Nó xem nó có nhảy không. Bóp. Anh cầm hai chân nó lên đi. Cầm hai chân nó lên thì bay. Nó đứng dậy. Đấy, nó thích đấy, con kia chuẩn bị ít nữa lại chắc con này lên lên trịch nữa mà. Con này khai lắm. Sướng bị cắn rồi. Ngoài kia. Chính là con đèo. Gặp cái ông nào mà là không muốn 953 cơ. Chắc đéo đái.